Dạ vâng, Hải xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hải. Lời nói đầu tiên cho Hải xin kính chúc quý ông bà, quý cô, dì, chú, bác, quý anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và một đêm thật là ngon giấc nha. Quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, Hải muốn chia sẻ gửi đến ông bà mình về cái thông tin mà chồng bán vợ qua Campuchia. Sự thật nó như thế nào? Và bên phía gia đình nhà gái, coi như là nhà của chị Điệp này, là bên vợ sẽ lên tiếng như thế nào? Thì ngày hôm nay Hải cùng tất cả các anh em đang có mặt coi như rằng là tại giáp ranh giữa An Giang và Kiên Giang, đó chính là Hà Tiên. Cái chỗ này là Hà Tiên, là cái đoạn đường di chuyển nó cũng khá là xa từ nhà của anh Long ở bên An Giang mà qua tới bên này thì cái đoạn đường di chuyển cũng hơn 100 km á. Đó thì đã tìm đến đây, đã gặp, và phía sau lưng của Hải đó chính là cái cây cầu mà bắc qua đi qua bên nhà của chị Điệp đó, để coi như là gặp bên phía gia đình để coi rằng phía gia đình nhà vợ sẽ chia sẻ như thế nào về những cái câu chuyện lùm xùm vừa qua. Thì trong video này chắc chắn rằng là Hải sẽ tổng hợp và sẽ gửi đến cho quý khán giả mình theo dõi câu chuyện này một cái kết nó thật sự là viên mãn nhất có thể qua kênh YouTube của Hải. Và trước khi vào trong video nội dung chính ngày hôm nay, ông bà cô chú anh chị yêu quý mến Hải thì hãy ủng hộ cho Hải bằng cách là cho Hải xin một nút like, một lượt đăng ký kênh. Đó là cái điều rất là quý mến của ông bà đã gửi đến cho Hải. Hải không dám xin một điều gì hết, chỉ xin ông bà mình yêu quý mến Hải. Hải không ngại đường xá xa xôi từ trên Bình Dương, Sài Gòn lặn lội xuống tận An Giang, Kiên Giang nơi này để thực hiện cái chương trình sáng tỏ để gửi đến cho quý ông bà. Thì quý ông bà đừng ngại gì không cho Hải xin một nút like, một lượt đăng ký kênh. Bây giờ Hải xin mời quý ông bà mình hướng mắt vào màn hình video nha. Không phải là bắt bé Điệp kiếm gặp bé Điệp rồi đằng này lên mà đem qua anh công chàng, cái nào nói có đầu có đuôi, là lý do là đây mới lì nước lên, là trước khi đi tìm kiếm con vô giọng là đằng này đi trình báo là công an rồi không có được, cũng như là người ta nói là bé Điệp 24 tuổi thì không có gọi là mất tích, cho nên nóng ruột con quá mới nhờ, là tại vì Long đó lỡ khai 2-3 lần là có trước anh công chàng rõ ràng là Long khai với lời khai là bên anh công chàng cũng là mình là nhờ nữa thì mình cũng tốn tiền nước nôi, cho nên là đi qua thì anh công chàng nói đừng quay cái clip, đừng mà gỡ xuống, là lúc đầu mình đăng tìm gặp nhỏ này nè, rồi bây giờ chưa gặp thì giờ gặp rồi đăng cái clip lên với mình rút đơn bên công an lại. Đó là nói đồng ngay anh công chàng anh có kêu á, thôi bây giờ điện kêu ông chồng em nè, điện kêu ông Tu với thằng Long qua đây đi, thì có bắt máy lên điện kêu anh Tu với thằng Dễ qua bên đây, đừng mà anh công chàng nó đừng cho hai bên giáp mặt với nhau rồi con đồ gặp lại Su Gia nó chuyện với nhau. Thì thật sự lúc đó là có điện nhưng anh Tu trả lời thôi nên Su để mình đi lên công an gặp đi đó, ông là không chịu lên là nói anh Su anh mới trả lời là thôi anh Su để mình lên công an gặp đi, cho nên nói chung lần này nói đã Su Gia mình tính lên nói chuyện nhưng mà Su kêu là lên công an thì cho nên lần này không có đi, cái tội gì đâu mà phải lên công an, anh nghĩ đi đã tìm gặp con mà Su Gia kêu lên công an mà về mà công ty ở dưới nó cũng không chịu, nó trả lời là không
không chịu hai đứa, rồi nghe nói là bên bên bà con Long là chỗ cái chợ bây giờ đó, thôi là nói gì bà con điện lên là đi mặn 17-18 triệu gì đó một tháng, còn con điện là mặn 9-10 triệu. Em mới la nè, trời ơi bay nghĩ thì sao mà trên đó gắt Sài Gòn Bình Dương mà bay nghĩ một tháng 18-19 triệu mà dễ lắm sao. Nó nói là anh lên con làm hồ sơ rồi con đi liền lên chảnh, anh con đưa vô đó. Rồi đi lên chảnh thì nó giấu hết tất cả, cứ không có đứa nào điện đụng về luôn đó. Mà trước khi đi á thì nói nào ngay á, đầu tiên nó có câu chuyện là như vậy nè, tại vì á cái này nói là nói bằng sự thật luôn, không tin thì mấy anh cứ đi hỏi sớm về. Là Long với Điệp sống á cũng rất là hạnh phúc chứ không phải là không hạnh phúc đó. Có cái đợt đó thì không biết chuyện gì là Long á có quýnh Điệp một lần hay gì bóp cổ, là bé Điệp nó có chạy lên nói vậy nè, nói mẹ ơi anh Long anh bóp cổ con nãy giờ con chạy ruột lên đây là nó khóc, nó có nói vậy. Thì đằng này cũng giận con, nói cho mày chết mày luôn cũng được, la vậy rồi thôi nha, nói là ngay la vậy thì thôi. Xong cái có một lần thứ hai nữa, con nhỏ con bé 5 tuổi phải, nó đi học rồi chứ phải nó nhà, để hỏi thẳng nghe nó là nó nói à, nó nói bà ngoại ơi cha con quýnh mẹ con dữ rồi. Thật sự là đằng này cũng không bước xuống nói thằng con rể gì luôn nha, tại vì nói chung là giận con nhỏ này nè, nói nó quýnh đập nó làm gì kệ nó, không thèm nói tới luôn, nói chung là bỏ nó luôn đó, nó sống đây dưới đó mà cũng như là giận nó luôn á, cũng như tức giận con luôn đó. Rồi đến khi mà đằng này mới đi về bên chồng ở với ông họ là nuôi ông già chồng bệnh với á, thì nó có dắt con nhỏ bạn nó qua là ở bên đây là đúng 7 ngày. Thật sự đằng này chị không hay, tới trường chị hay chị về thì chị kêu con nhỏ nó lên chị nói chuyện, thì nói chung là chị nhìn là chị biết mình bậc cha mẹ mà, chị mới la chị mới nói là thôi con nhỏ này đó là bây giờ con đi đi, con đừng ở nhà con Điệp nữa, con đi đi đó. Là tại vì hai vợ chồng con suy nghĩ đi, bạn bè thì bạn bè, nhưng mà bé Điệp ở với chồng vậy rồi con ở vô nữa thì con thấy nó kỳ lắm. Mình bạn của Điệp hả? Bạn của Điệp có vô ở nhà bé Điệp là 7 ngày, nó cũng như là không có sợ làm gì, bây giờ về qua đây đó. Cho nên đằng này về thì mình người lớn nói chung mình nhìn nhau là mình hiểu hết trơn à đó. Cho nên la thì ở đó rồi con nhỏ là nó mới đi 2 ngày, thì thằng này nó có nhắn tin, nó nói rồi thương nhớ con nhỏ này gì đó, nó điện nhỏ là nhắn tin hoài. Cho nên con nhỏ này phát hiện được nè, con nhỏ này á có nó mới nó chạy lên nó nói là mẹ ơi anh Long vậy nhắn tin, thì thằng Long nó chối rằng mày mới kêu mày mở điện thoại lên đi. Thì mở điện thoại lên là nó có nhắn tin là nó thương, nhưng nó nói là nhớ thương con nhỏ này. Rồi bây giờ đằng này mới điện là cho ngay con nhỏ đó đó, nói tại sao mà con là bạn bé Điệp mà để cho vậy. Cái nó nói á thì thằng Long nó cứ điện con hoài, nó nói nó thương con chứ con cũng đâu thương nó. Trước lúc lên Bình Dương đó, là trước lúc lên Bình Dương là khoảng mới có 1 tháng gì đó. Thì cho nên nó lý do là đằng này không cho con nhỏ này đi theo là đã nghi ngờ rồi, đã có xuống là nó có la thằng con rể rõ ràng mà nói con ơi sao mà coi vợ chồng mà sống mà sao mà như vậy, con đừng có làm gì nữa nha, nè con hết chối nè, thấy không mẹ thấy rõ ràng đây nè đó đó. Chính con Như nó nói thẳng là con mê nó, con thương nó, con điện nó hoài nè, con nghe là bắt điện thoại cho con nhỏ này nói thẳng nghe thằng này luôn, mày thương tao mày nhớ tao mày điện cho tao chứ tao á mày nghĩ gì sao, à, chồng tao mặn tháng còn mấy triệu còn mày mặn gì mà tao phải thương mày đó. Thì mình cũng la con rể đó, con nghe đó, con nghe chưa, con mà một người đàn ông mà con nghe con nhỏ này nói vậy con thấy con mắc cỡ không Long, là thôi đi đừng có dây dưa nữa nghe con. Thì nói đầu ngay nó nói dạ là la nó rồi thôi. Nhưng mà đằng này cũng đã đặt nghi vấn rồi, tại vì nói chung con nhỏ này thì ở đây là mày quá biết tánh con nhỏ đó rồi, trời ơi nó ở cái khúc lần đó đó chứ đâu mà quá dành gia đình nó rồi, gần đây luôn hả chị, nó ở khúc xéo lần này nè đó. Nói chung ra là vậy, cho nên là con nhỏ này là đi nè, đằng này mới nói á tao nói cho mày nghe, mày mà đi lên chuyến này đó ha, mà rồi lúc đó là con nhỏ này nó nói là nó đi lên Bình Dương để nó làm, nó mới ngủ là hai đứa này đi, là đằng này cũng đã ghi vấn rồi. Có phải cái câu nói của mình mà nói về đập đầu rồi đâm ra bé Điệp nó sợ nó không dám về không? Thì đúng rồi, rồi hỏi lý do tại sao mà mày, tại vì á cũng ví dụ là từ năm 2 mà bán qua cái
nhanh quá à, tại vì nó nói là nó đi mặc quanh củ chi. Rồi vợ nó mới, nó mới đi có một ngày à, vợ nó mới điện nói là anh ơi em nhớ anh quá à, rồi đi qua, rồi cái nó mới chỉ được cho đi qua bển, rồi đi đi qua bên bên củ chi để gặp nó đó, tiêu rồi. Đó. Lần tư bé Việt bắt xe đi hả? Bé Điệp bảo là nhớ lòng là coi như là tự bé Điệp bắt xe đi lên Tây Ninh hả? Như đây nè. Đây nè, anh à, để Long á, nó điện về nó nói với này nè, là tại vì đằng này hỏi á thì thằng Long nó nói là với em như vậy đó. Chị. Bé Điệp lên ghế ngồi đi, bé Điệp lên ghế ngồi. Đó, thì nghe con nói vậy thôi, rồi đằng này mới nói nè. Ủa sao kỳ vậy, thì mấy là đằng này á mới kêu anh Năm ơi với chị Năm ơi, bây giờ anh phải chạy liền qua cái chỗ anh hỏi coi sao mà bây giờ bé Điệp nó mất tích rồi đó, sao mà bé Điệp nó mất tích rồi mà bây giờ thằng Long nó nói là điện đi qua nha, đi qua tới Củ Chi mất tích. Thì ông anh cũng cậu ở chợ thì cậu Năm ở Năm đó đó mới đi qua bển chiếc với thằng anh Hai Vũ đó nữa, là thằng anh Hai là con người cô Hai, nó sẽ chạy qua thì hỏi, nói hỏi thì người ta mới hỏi là cái chỗ này nè có ai bà con với thằng Long không, thì thật sự ở bển nói là không, bên đây không ai. Nói vậy là đằng này không có tin luôn đấy. Chị nói gì quá vậy chị Năm nói cô lên đi, thì cô biết đằng này nghe nói gì nóng ruột thì quắt xe lên bữa đó rồi thì chiều có đi luôn, kêu anh chở qua liền cái chỗ là tính đi vô coi đồ con cái rồi nó làm sao đó. Thì đi vô thì bên kia hỏi vô đây làm gì đó, thì nói trời ơi tôi tính vô phòng trọ này tôi coi đồ đạc thằng Long cái điểm nó ở cách thức cũng như bà chị Năm, mới nói gì mình muốn coi con mình nó ở làm sao, thì đằng kia không có cho vô thì đi qua ngoài có nói qua nói lại vài tiếng thì thấu hai bà mới cự với nhau, bà này bà Năm với bà đó đó, bà chủ trọ mới có cự với nhau rồi thôi đằng này lên xe đi về và không có nói gì luôn. Là cái lúc đó là chưa xảy ra cái chuyện gì đó sao lúc đó là đã mất tích rồi đó, đã mất tích rồi thì đằng này á cũng như bà chị Năm bà nói là đằng này không tin cho nên là mẹ mới đi lên, mới đi qua bên chợ chứng kiến cái cảnh là cái chợ như vậy đó, cho nên đi lên thì mấy thấy nó ủa bà chủ chợ là tại vì cái bữa con Điệp mất tích có báo vậy anh xui ơi, anh có hay là Long nó có điện về cho anh hay là bé Điệp mất tích chưa, thì anh xui nói ủa tôi đâu có hay gì đâu chị xui, nó ủa sao con Điệp nó mất tích nó báo gì cho tôi mà nó không cho anh xui hay đó, thì cho nên nó là anh xui anh mới chụp điện liền qua cái trên con chủ chợ gì đó là kết nối ba người sao đó là điện mới gặp được mấy em nhỏ đó mới nói trời ơi cô coi nè hai đứa lên đây con nói với cô có lo làm lo gì đâu, tối ngày thì thằng kia nó mặn nó ôm máy nó bấm game, còn con nhỏ này thì cũng lo mặn gì đó trong việc làm không lo làm, hai vợ chồng đây liêu tiêu lang bang giết rồi con hỉ nói rồi bữa hổm không biết vụ đi mười mấy cây số không biết sao đó, thì thằng Long nó có rồi mấy nhận Long về nó ủa Long rồi con với vợ con sao mà quýnh đặt chẩm cái nó ngập ngừng là nó sợ rồi nó mới ngập ngừng nói nè thì vợ con đi thì con có quýnh mấy bạc tay, rồi đằng này mới nói thì nếu như con nói vợ con đi thì cái chuyện vợ chồng mà thì dù con quýnh vài bạc tay là chuyện bình thường, mẹ không có nói gì con hết trơn á, cái chuyện đó nó quá bình thường đó, rồi thôi đi thì bắt đầu mấy tóc lên thì mấy là bắt đầu bỏ qua cái vụ đó, thì mấy bạn nay mới đi kiếm. Thật sự lúc đầu thì mỗi lần mà lên đi kiếm gặp Long là cái vấn đề đi lên, rồi ở nay nó thì nó kêu mình đi lên kia tìm vợ, thì cũng lên tìm vợ á thì nó ở bên nhà dì Út á, mà mỗi lần thì nó qua cha của mấy bà điện nhà tôi rồi nói á là sao mà mẹ kêu con á phải hợp tác với mẹ đừng mà đi tìm vợ con, mà sao mỗi lần điện cho con á thì phải qua anh xui rồi qua cậu ba đó con phải hợp. Nó không có điện thoại à, sao mà chị không gọi trực tiếp cho nó? Điện thoại nó điện là nó không có bắt máy đó, lúc đầu tiên là cứ điện nó không bắt máy, đằng này mới tức nói tại sao mà đã đi lên đây đừng đi tìm vợ với con mà mẹ mỗi lần điện con không chịu bắt máy là lý do làm sao đó, nó rồi cái tới cậu tới anh xui anh điện cậu ba mới nói để đi rồi tôi điện tôi kêu nó qua đi đó, thầy đi qua công an á là đầu tiên qua công an á khách quà chú quậy nói là quên cái tựa nó lâu quá nhà cái đi qua bên công an đó có trình báo, thì thằng lúc đầu vô để nó vô trình báo xong mới lên á mới
ta gạt bán qua Cam, nó chở về tới Củ Chi. À, tại sao nó không về mà nó điện con vợ nó qua là dưới mục đích gì? Thằng này là nó có vấn đề rồi, là chính cũng anh công an nó nói nha. Nhưng mà anh mới nói là điện cho thì thằng này điện thoại là không bắt máy. Thằng Lâm điện thoại là không bao giờ nó bắt máy. Xong anh công an mới nói á, anh mới lấy số anh điện. Anh điện đó, anh nói á, mày á, là mày đi tìm vợ mày. Ngày mai mày phải đi đi qua bên Củ Chi với bà và vợ mày, đi qua bển mày trình báo, mày nói vợ mày mất tích bên Củ Chi. Thì ngày mai mày phải đi qua Củ Chi đó, đừng là đi tìm kiếm vợ mày với bà và vợ mày. Cái nó nói đó là tôi với bả không hợp, sao đi chung không hợp. Cái anh công an nó nói mày dù gì là bả cũng là bà và vợ mày, nếu như mày cảm thấy không hợp thì mày đi qua bên đó đó, mày đứng đợi bả, mày hẹn bả phút nào rồi đi qua, hay là mày với bả đi vô công an huyện Củ Chi được trình báo. Thì là thì đó là em đi qua trước rồi nó đi qua sau, thật sự cũng không có đi chung. Khi mà đi qua vô á, đi vô rồi giết con ta rồi mày nói mày nói mẹ nó đi đó, xong rồi ổng có cái vụ gì đó thì ổng chạy đi. Là bữa đó cái chú gì trực ban, bởi vì mình xử lý mình quên tên đi, là bên công an Củ Chi đó, cái chú trực ban chú mới kêu là mới hỏi nó, thì nó cũng cũng kể là vòng vòng, nó cũng kể là vợ nó hẹn hẹn, thì nói chung là nó cũng kể y như là nó vậy đó, là đi qua gặp vậy. Rồi ổng mới bắt đi giết tờ tường trình. Thì trong khi giết tờ tường trình đó là em cũng có viết là mình nghi ngờ thằng con rể như vậy đó, rồi xong nó mới trình báo với chú công an. Thôi bây giờ mà nó cũng không có biết cái đơn gì nhiêu, cho nên chú đó mới nói bây giờ tao nói mày nghe, mày nạp cái đơn này đi, nhưng mà mày nhớ cái đơn này mày viết đó là sau này không phải là mày viết để nằm chơi đây, mà nếu như sau này có chuyện gì thì mày phải chịu trách nhiệm với tấm đơn này. Nó nói dạ. Rồi ổng mới nói là thôi bây giờ tao khuyên mày một câu nè, đó bây giờ mày là mày có lỡ tay với vợ mày hay không, hay hoặc là mày với vợ mày có cái chuyện gì còn ấm ức giấu nút, hay hoặc là vợ chồng mày có chuyện gì thì mày khai thiệt cho mẹ người ta đi, đừng mẹ người ta đi tìm kiếm cho mau. Thì thật sự nó có trả lời là nó nói con không có giết vợ con, nó khẳng định là nó không có giết vợ con thiệt đó. Rồi thôi đi về thì mấy thì đằng này mấy ấm ức rồi, là tại vì trong đợi anh Hải lên mà lúc thờ buổi đó là vợ anh Hải là mất đó, mới mất, cho nên là đợi ảnh lên chợ thờ anh hai ngày, tới khi mà điện cho ảnh thì ảnh hẹn là ngày thứ ba là chôn vợ anh xong. Rồi mấy đi qua nói là như vậy đó, mấy trình báo cho ảnh thì nói hoàn cảnh như vậy, thì đăng clip lên đừng đi tìm con đó, đăng clip lên đi tìm con thôi. Rồi thôi không lấy cái bữa đó đi qua bên Củ Chi về không được nữa, mấy điện đó, kêu á bây giờ á là con đi qua bên đây nè, đi qua bên anh Hải với mẹ, đừng mà cũng đăng lên tìm vợ nè. Thì có đi qua, trong lúc đi qua thì bên anh Hải chưa lại, đằng này mới nói á là con á, ngồi nói chuyện với cậu nó, với có cái bà đó bà đi tìm cháu nữa, mới nói á, bây giờ hỏi con nè, là bữa nay là quyết lòng đừng dụ nói là nói là đừng hỏi nè, bây giờ á con phải đi qua là Củ Chi với mẹ đi tìm kiếm, bữa nay là quyết lòng đi qua đây là đừng, em quay cái clip lên là anh Hải anh hẹn là đi qua 9 giờ đi, đừng là qua đăng cái clip đi tìm con nè, rồi đã sẽ cùng với nó đừng đi qua bên Củ Chi một chuyến đi tìm nữa. Thì trong khi chờ đợi đó mới nói vậy nè, bây giờ á con cho mẹ hỏi nè, bây giờ con đi qua Củ Chi con làm, thì bây giờ cái ngày mà con điện cho con nói là con điện cho vợ con là mất tích lúc 4 giờ phải không, con đưa cái máy điện thoại cho mẹ coi, cũng như là kêu nó đưa cái số coi thật sự nó có điện cho vợ nó không. Thì mở rồi thì nó nói là con xóa hết trơn rồi. Ủa đằng này nói ủa có cái gì mà đi tìm con vậy, mới nói ủa sao kỳ vậy, con đi nè, đáng lẽ con đi tìm vợ con thì hỏi chứ vợ con mới mất tích có 3-4 ngày nay mà con xóa số là xóa số làm sao. Rồi đằng này mới nói thôi bây giờ mẹ kêu con là Long ơi, ví dụ như á mình cũng tính nói với con thôi, bây giờ con có lỡ tay với vợ con hay gì á thì con nói thiệt với mẹ đi, ví dụ như là sống thì phải thấy người, chết thì thấy xác, mẹ đem bé Điệp về rồi á là mẹ ví dụ sau này có xảy ra chuyện gì đó mẹ vẫn phải lại cho con, mẹ nói một câu danh dự rõ ràng, có nghĩa là không làm khó làm dễ con luôn, coi cái đó là cái số của con Điệp. Chị nhưng mà cái chị nắm cái cơ sở nào mà chưa xác định được cái điều gì mà chị lại nghĩ là Long giết? Tại vì đầu tiên đây nè, để là lúc đầu nói là phải có đầu là hỏi mượn điện thoại xong phải không, là Long á, Long nói là xóa hết rồi, hỏi bây giờ con đi làm con có đem đồ không, thì Long có trả lời là không, con mặc có một bộ đồ hà. Nói ủa sao kỳ vậy, con đi làm mà tại sao nếu như con đi làm ăn thì con phải đem vài bộ đồ mà tại sao con mặc có bộ đồ. Nó nói con đi có bộ đồ à, rồi hỏi con có đem giấy chứng minh theo không, thì Long nói là giấy chứng minh con á thì cầm hay gì đó chỉ có cái photo. Rồi hỏi vậy rồi ai cho con vô ngủ trọ, nó nói là tối con ngủ giỏng ngoài đường đó. Là đằng này cũng nghi vấn, tại cho nó ủa đi làm mà không đem đồ mà sao mà lại ngủ giỏng ngoài đường. Rồi hỏi đằng này mới hỏi nè, con ngủ ngoài đường nhưng mà bây giờ mẹ muốn biết chỗ con làm là chỗ nào, con nhớ không? Nó nói nó không nhớ, nó không biết.
biết nó không nhớ, mà bởi vì anh thấy nó vô lý không, nó không biết nó không nhớ luôn á. Ủa con năm nay con bao nhiêu tuổi mà con đi làm thì con phải biết là con làm lúc đó là lúc nào, rồi con ở chỗ nào, con ngủ chỗ nào con phải biết phải không. Thì nó trả lời là nó nói con quên này, ở trong đó đông lắm, trong một cái rừng đó con quên này, con không biết, mà ngủ thì ngủ ngoài đường rồi nhắm anh tin không. Cho nên đằng này nói á, bây giờ mẹ hỏi thì con nè, hay là thì đằng này mới nghi từ chỗ đó là có hỏi nó là bây giờ nghĩ đi, số điện thoại nó cũng xấu á, rồi hỏi nó đi mằng nó cũng không biết chỗ nào, đi bay lớn mà đi mằng qua Củ Chi mà ngủ thì ngủ ngoài đường, anh ta đang ngủ ngoài đường, dân giống ngủ ngoài đường, rồi mằng chỗ nào cũng không biết, cho nên đằng này mới nghi vấn từ chỗ đó. Rồi chị cũng như là từ những cái vấn đề đó chị mới nghi lòng. Dạ thì tại... như, để em nói rồi à, nếu như câu chuyện này mình nghi mà không đúng người, đúng người giết thì không sao, nhưng mà nghi rồi mà bây giờ kiếm được bé Điệp rồi thì chị nghĩ sao cái câu chuyện này? Thì bây giờ em nói cho anh nghe nè, sự thật nghi là từ đầu công an cũng chẳng nói gì Lâm, rồi đặng cơ đi qua Củ Chi rồi thì công an cũng vẫn nghi ngờ Lâm, mà đằng này đâu phải em nghi không, những lời Lâm nói chuyện là phát sinh. Đây nè, để vâng, để đằng này là chỉ nghi ngờ thôi. Dạ. Tại vì do thằng con rể nó nói nghi thôi. Để em nói chuyện này nữa, ví dụ như mình nghi trong gia đình mình nghi ha, thì mình có quyền nghi, nhưng mà chưa có cơ sở thì là mình không nên lên mạng để mà mình nói là nghi người đó gì, nó sẽ ảnh hưởng đó là mình cũng là mình là sai ở cái chỗ đó. Cho nên là khi nào mà nó có cơ sở rồi thì lúc đó mình mới đưa lên cộng đồng mạng. Thì cái đó đồng ý là gia đình đi báo thì tất nhiên là cơ quan chức năng người ta cũng có quyền nghi, gia đình mình có quyền nghi chứ không phải là không có quyền, nhưng mà mình phải nằm ở cái mức độ nào đó, có thể là mình không đưa lên cộng đồng mạng rồi chưa biết là gia đình Long có biết mấy điểm hay không đó. Cho nên là bây giờ cái câu chuyện nó đi xa ở cái vấn đề đó, cho nên là bên gia đình nhà Long cũng có thể bức xúc vì cái câu nói là nghi ngờ Long giết bé Điệp mà lại đưa lên cộng đồng mạng, mà trong khi là chưa tìm hiểu được câu chuyện là nó rõ ràng là Long có giết hay không đó. Vậy bây giờ em hỏi anh nè, là đằng này không phải nghi mà phải nói xấu Long là có cậu ba chính là lúc này chính rồi, cậu ba Long mới từ bên Tây Ninh chạy qua phải không, rồi cậu ba Long là có vô nhà của vô chỗ ở của cậu năm mọi năm luôn, là kêu Long qua ngồi nói chuyện thì cậu ba cũng nói á thì có Long luôn, kêu hỏi cậu ba hỏi Long mất đi thì á cậu ba cũng nói là cũng vô từ nơi này đi thì mày khai mày khai đâu mày cái này đâu kia thì chỉ có người ta nghi mày thôi, lại cậu ba nói thật rồi là cậu mới nói với cậu ba là trong cậu ba thì con người nào phải có chứng vô là anh này cũng thật, cậu ba là ngay nhà đó luôn, chẳng là ngồi chạy bên nhà anh Năm luôn, nói cậu ba ơi bây giờ con nói thiệt với cậu ba trong là có Long luôn nha, có Long là tao
này cướp điện thoại, cho nên khi lên trển là bên gia đình em mới phát hiện là nó không có đi màng Củ Chi là sự thật, mà bây giờ nó khai với công an là nó bị là vụ lừa bán hoa cam đó. Rồi đằng này á mấy cũng nói thẳng, thì cậu ba qua với nó, đằng này vẫn nói thẳng, cậu ba bây giờ á tình như bây giờ con á, như con dễ thà nó nói thiệt từ đầu đi, thì bây giờ đằng này lúc thằng Long nó nói vậy, cho nên bởi vì từ lúc đó đằng này mới nghi ngờ là con nhỏ này nè nó có dính dấp tới đường dây chung với thằng Long. Dạ Vinh, thì đó là những cái nội dung mà Hải muốn truyền tải và chia sẻ gửi đến cho toàn thể quý ông bà, quý cô, dì chú, bác, anh chị mình được biết. Thì sẽ có từng phần, Hải sẽ cắt ra ngắn từng khúc một. Thì cái cuộc trao đổi này nó rất là dài nên không thể nào mà đăng một lèo lên cho cô chú anh chị mình xem được. Thì nó rất là mất thời gian. Hải sẽ ngắt ra từng khúc. Thì tổng cộng đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 phần. Thì Hải cũng chưa có liệt kê ra nữa. Thì tầm là khoảng 3 đến 4 phần đó, thì cô chú anh chị mình sẽ đón xem cái phần kết, cái phần hấp dẫn nhất. Tại vì trong này khi mà mình trò chuyện trực tiếp bên phía gia đình của chị Điệp này là coi như rằng là phát hiện ra nhiều cái điểm nó rất là đặc biệt và nó rất là gay cấn từng giây từng phút một. Thì nó có những cái điểm hấp dẫn như thế nào thì trong video những phần sau thì Hải sẽ chia sẻ tiếp cho cả nhà mình. Phía sau ở lưng của Hải là một cái bờ sông rất là thơ mộng và rất là mát cả nhà. Hải ở trên Sài Gòn rất là lâu rồi, không có cái cảm giác mà gần gũi với thiên nhiên thế này. Khi mà Hải về với miền đồng bằng sông Cửu Long và cụ thể nhất đặt chân đến vùng đất An Giang này, thì Hải cảm thấy cuộc sống nơi đây rất là bình yên. Nhưng trong cái sự bình yên này nó lại xảy ra một cái sự việc không ai mong muốn hết. Nhưng nó sẽ có một cái diễn biến như thế nào, cô chú anh chị mình hãy đón xem ở những phần kế tiếp của kênh YouTube của Hải truyền tải và gửi đến cho toàn thể cô chú anh chị. Bây giờ Hải xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin kính chúc toàn thể ông bà mình có một ngày làm việc thật là hiệu quả và một đêm thật là ngon giấc. Yêu quý và mến Hải, hãy cho Hải một like và một lượt đăng ký kênh. Một lần nữa Hải xin kính chào, hẹn gặp lại, bye bye.